Phùng Nam xin chào toàn thể bà con, xin chào toàn thể các anh chị em, quý vị và các bạn đang xem trên kênh YouTube của Phùng Nam. Và hôm nay thì Phùng Nam sẽ làm cái video clip để giới thiệu và chia sẻ đến quý vị và các bạn một chiếc loa Bo Solo TV Sound. Vâng, chiếc loa này thì hàng về từ Nhật các bạn nhé, rất là đẹp ạ. Còn rất là mới, mới đến 95-97% các bạn nhé. Âm thanh thì rất là hay. Đây các bạn, đây là điều khiển của nó các bạn nhé. Đây, tắt mở đây các bạn này. Đặt tiếng này các bạn. Đấy. To đây các bạn. Và bây giờ thì Nam sẽ quay cận cảnh cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Hàng về từ Nhật các bạn nhé, rất là đẹp. Đây, quý vị và các bạn này, Bo đây, Solo TV Sound System 10 này, đây là Solo 10 các bạn nhé, bộ đèn đấy. Còn cái đời này thì được sản xuất ở Trung Quốc rồi các bạn nhé. Loa rất là mới các bạn ạ. À, mới kính kinh còn. Đây, Nam sẽ quay cận cảnh cho các bạn này. Rất là đẹp các bạn nhé. Loa sử dụng điện áp từ 100V đến 240V các bạn nhé. Tần số là 50Hz đến 60Hz. Công suất là 50W các bạn. Đấy. Đây là cổng kết nối AUX đây các bạn này. Đấy. Rắc hoa sen đây các bạn. Còn đây là cổng kết nối optical. Đây là cổng Cosia. Và còn đây là cổng USB, cổng data đấy các bạn. Loa rất là đẹp ạ. Chất âm rất là hay các bạn nhé. Chất âm nó tuyệt vời luôn. Loa được thiết kế là 4 loa các bạn nhé, mỗi bên 2 loa, còn ở giữa là trung tâm điều khiển. Đấy, 4 loa mắt trầu các bạn. Đường kính tầm độ 5cm các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy bóng, đấy. Hai loa hai bên, mỗi bên 2 loa rồi. Rất là đẹp, chất âm rất là hay. Thank you.
Tiếng bát rất là hay, tròn, sâu và rất là mềm. Tép thì rất là dịu các bạn nhé. Một chiếc loa rất đáng để chơi các bạn nhé. Loa nhỏ gọn. Đấy, kết nối với tivi rất là tuyệt vời các bạn nhé. Và sau đây thì Nam sẽ thử tép một đoạn nhạc mạnh cho quý vị và các bạn cùng nghe nhé. Vâng, vì lý do bản quyền thì Nam không có thử nhạc Việt vào đây. Nếu anh chị em, quý vị và các bạn muốn sở hữu chiếc loa này và muốn nghe nhạc Việt thì hãy kết nối Zalo với Phùng Nam nhé. Phùng Nam sẽ test nhạc Việt cho quý vị và các bạn cùng nghe nhé. Quý vị và các bạn hãy liên hệ với số Zalo 0978331586 để có những clip nhạc Việt hay nhất sẽ cho quý vị và các bạn cùng thưởng thức nhé. Và video clip của Phùng Nam đến đây là hết. Xin hẹn quý vị và các bạn trong video clip tiếp theo nhé. Xin chào, tạm biệt quý vị và các bạn.